Câu hỏi về mã cổ phiếu BDR, công ty bất động sản Phát Đạt, định giá sao bạn? Giờ mua giữ cuối năm được hay không? Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta thực hiện 3 bước để chúng ta xác định một cổ phiếu có đầu tư được trong lâu dài hay không. Bước thứ nhất là chúng ta phải chấm điểm này. Số điểm ít nhất là nó phải trên 6 điểm thì về cơ bản chúng ta có cái tầm nhìn dài hạn nó sẽ ổn hơn các bạn nha. Và đi kèm với đó là những cái chi trả về cổ tức bằng tiền hay là bằng cổ phiếu á, thì nó cũng đạt cái yêu cầu để chúng ta nắm giữ lâu dài và tích trữ cổ phiếu khi mà nó giá thấp. Bây giờ chúng ta thực hiện cái công đoạn là nhập mã cổ phiếu BDR để lấy cái điểm số. Thì các bạn thấy là về mặt điểm số hiện tại BDR nằm giá nam, tức là 50-50 ở trong cái tình trạng này. Bất động sản Phát Đạt ở những cái năm trước ấy, thì cái mức điểm này nó cao, nó 7 điểm, nó 8 điểm, nhưng bây giờ nó đã giảm xuống còn 5 điểm rồi các bạn nhé. Đó, một số mã cổ phiếu khác mình thấy là cũng có cái mức điểm tương đối là thấp ở trong giai đoạn này, ví dụ như là con DIR điểm nó cũng thấp 3.75 trên 10 này. Đó, trong cái nhóm bất động sản là chỉ có riêng NTL phát triển đô thị Từ Liêm á, thì chúng ta thấy là cái điểm số là cao nhất, và gần như là mình cũng thấy với cái điểm số 10 trên 10 này thì nó phản ánh vào giá và cái xu hướng tăng rất là tốt đối với mã cổ phiếu NTL. À, quay trở lại đối với Phát Đạt BDR. Như vậy thì cái mức điểm này thì chúng ta thấy là 50-50, chưa đạt được cái yêu cầu thứ nhất của chúng ta, đó là trên 6 điểm các bạn nha. Cái vấn đề thứ hai đó là cái xu hướng vận động. Thì hiện tại trong ngắn hạn chúng ta vẫn đang thấy là cái xu hướng vận động điều chỉnh dưới cái đường MA20 cũng như là dưới cái đám mây Kumo cho cái xu hướng giảm, và vẫn đang tiếp tục điều chỉnh đối với mã cổ phiếu Phát Đạt này. À, trong cái xu hướng dài hạn thì mã cổ phiếu chúng ta thấy là gần như là đang về sát khu vực nền giá 11 ở phía bên dưới này rồi. Đó, và hiện tại thì nó vẫn đang vận động bên cái sườn phải. Chúng ta thấy giai đoạn này rất là khó đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta chỉ còn cái tiêu chí thứ ba, đó là cái tiêu chí định giá. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình chúng ta định giá mã cổ phiếu BDR trong cái file định giá bằng phần mềm Excel của chúng ta. Chúng ta sẽ nhập BDR để chúng ta lấy thông tin này. Rồi giá hiện tại các bạn thấy là đang giao dịch vùng 19 này. Đó, như vậy thì cái kết quả định giá của chúng ta, 7 phương pháp định giá nó trả về đối với mã cổ phiếu Phát Đạt đó là vùng 17. À, như vậy thì cái giá trung bình 17 dựa vào 7 phương pháp định giá ở đây. Chúng ta thấy là giá nó chỉ loanh quanh tầm 14, 14.8 này. Rồi cao nhất là có cái phương pháp BCF này nó định giá được vùng 20. Tuy nhiên lấy tổng cái giá trị trung bình thì nó chỉ đạt 17. Đó, do vậy thì hiện tại các bạn thấy là trong ngắn hạn và trong cái thời gian sắp tới thì đánh giá của mình là khả năng nó sẽ lùi về sát cái vùng định giá trị thực này. Ở vùng 17. Như vậy thì nếu như nó lùi về cái vùng 17 đi thì chúng ta phải tiếp tục thực hiện cái việc định giá và mua làm sao cho cái xích khấu nó tốt hơn cái vùng 17 này nữa này, thì chúng ta mới có cái khả năng để chúng ta nắm giữ lâu dài về sau đối với mã cổ phiếu BDR. Cảm ơn các bạn.